Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn ba ván đấu rất hay diễn ra chiều ngày hôm nay. Tay độc Nguyễn Thành Bảo đại chiến với kiện tướng quốc gia Phí Mạnh Cường, trận xô mách cờ chớp chạm 8. Mời các bạn thưởng thức ba ván cờ rất hấp dẫn. Biên bản ván 1. Sure. Sure. 吃鸡 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 吃 吃 吃
将军。再将。吃。吃。将军。将军出马。吃。将军。将军。破下。将军。
Tướng quân. Tại chăng. Hồ xạ. Chí. Tướng quân. Tướng quân. Rất tiếc chơi đến đây Nguyễn Thành Bảo đã bị rụng kim 1-0 cho Tiểu Phí. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Đăng hậu pao. Chỉ truy. Chỉ truy. Chỉ. Chỉ. Chí.
Giang Jin. Sure. 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 Giang Jin, 抽筋. Xe 8 tấn 5 chiếu tướng bắt xe. Chơi đến đây Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua 2-0 cho Tiểu Phí. Mời các bạn xem tiếp gián 3. Sure. 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 Chỉ chi. Thank you.
炮下。 吃。 吃。 将军。 再将。 将军。 将军。 再将。 持续。 持续。 吃。 吃。 将军。 再将。 将军。 再将。
吃。再讲。将军，将军。将军，chơi đến đây Phí Mạnh Cường đã buông cờ nhận thua, vì nếu cố gượng chơi tiếp thoái mã hoặc về pháo thì cũng như nhau, thì bên đen tấn chốt chiếu tướng và chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đón xem những ván tiếp theo ở video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.